sạt lở đất, thiên tai khốc liệt. Một phần được gây ra là bởi biến đổi khí hậu và Việt Nam là một trong những quốc gia bị tổn thương nặng nhất về biến đổi khí hậu. Trong xu thế ngày càng xấu đi của khí hậu toàn cầu thì chúng ta buộc phải có những thích ứng mới. Những bất thường của thiên tai cần phải được nhìn nhận và ứng phó một cách toàn diện hơn. Rời làng, di dân khỏi vùng thiên tai là đề án mang tầm thời đại mà Quảng Nam theo đuổi suốt 20 năm nay. Ở một vùng đất thường xuyên bị tổn thương bởi thiên tai, chuyện tìm được quỹ đất để di rời không phải là chuyện dễ. Khu tái định cư Tranh Tong, thôn 1 Trà Cang là một trong ít nơi nằm trong vùng tương đối an toàn. Sau gần một năm vận động, người dân mới chấp thuận đến đây. Khung cảnh hiện tại thật yên bình, không thấy dấu vết nào của các trận mưa lũ hay sạt lở vừa rồi. Đời sống so với nơi ở cũ thì khá nhiều hơn, mà đi bệnh viện, rồi con cái đi học hành thì tiện lợi hơn. Trước đây thì bà con chỉ bám vào nương rẫy để mà sống, mà bây giờ bà con ở nơi ở mới, những hộ thanh niên thì đi làm thuê. Để đảm bảo được tính mạng của con người, di dân là chưa đủ, cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm, toàn diện, có sự kết hợp giữa con người và công nghệ thông tin, để thông tin cảnh báo đến với người dân kịp thời và dễ hiểu. Hiện nay kế hoạch của tỉnh trong giai đoạn 21-25. Thực tế tại Quảng Nam hiện nay là chúng tôi cũng đang cùng với các nhà khoa học để nghiên cứu làm sao có một cái app rất là đầy đủ cho người dân. Cái app này về thời tiết thì nó có nhiều cái chức năng ở trong này, đặc biệt là chức năng về cảnh báo sớm như cảnh báo sạt lở, cảnh báo ngập lụt và cảnh báo thiên tai. Những thiên tai mà nó hạ tới cái con người thì chúng tôi khả năng là trong năm 2021 chúng tôi ứng dụng cái app này vào cái đời sống của từng con người. Muốn quản trị thiên tai hay biến đổi khí hậu phải tìm ra những giá trị bền vững. Từ chính vùng đất tổn thương này, người dân Nam Trà My đã tìm ra nguồn mưu sinh quý giá là sâm ngọc linh. Sâm này muốn trồng được thì phải có rừng nguyên sinh, nếu không sâm sẽ chết. Ông gia bà gia hồi xưa cho biết trong cây sâm hồi xưa là phá rừng, chui là ở trong làng chui là ai cũng trồng cây để dùi núi dùi rừng để bảo vệ để trồng cây sâm. Sâm lớn lên thì nhỏ cây sâm một cây hai cây này bán được nuôi vợ nuôi con. Thực tế mà tôi đang có mặt tại đây cho thấy rõ vai trò của rừng trong việc bảo vệ và che chở con người trước thiên nhiên. Chỉ cách nhau có một cây cầu thôi, nhưng bên có rừng thì đất đai còn nguyên trạng, còn bên mất rừng thì từng lớp đất đã bị bóc lên. Và nếu được hỏi là bạn chọn đi về hướng nào thì chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta chọn đi về hướng an toàn.